Di trú Đào Nguyễn là một trong những công ty di trú uy tín hàng đầu tại Úc, có thể giúp khách hàng giải quyết những khó khăn về việc định cư tại Úc liên quan đến di trú, từ các vấn đề đơn giản nhất cho đến những tình huống visa phức tạp nhất. Với trình độ chuyên môn cao, kỹ năng làm việc hiện đại và luôn cập nhật luật di trú một cách nhanh nhất, Di trú Đào Nguyễn sẽ tư vấn cho khách hàng một cách rõ ràng, cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình xin visa của mọi khách hàng. Di trú Đào Nguyễn cung cấp các dịch vụ chủ lực bao gồm kháng cáo tòa phúc thẩm khi visa bị từ chối, visa diện hôn nhân, đính hôn và kết hôn, bảo lãnh hôn nhân đồng giới, visa cha mẹ, con cái và visa lao động. Trong đó, tỷ lệ xin visa thành công lên đến 99%. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Di trú Đào Nguyễn qua số 02-8764-0518. Hân hạnh giới thiệu shop thời trang Bonikis, chuyên trang phục trẻ em cao cấp nhập khẩu từ thương hiệu LMV nổi tiếng của Hàn Quốc, lần đầu tiên có mặt tại Kapramata, với giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng, đủ kích cỡ từ trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên. Quý khách có thể đến mua hàng trực tiếp tại số 86 John Street, Kapramata 2166. Đối với khách hàng ở xa, quý vị có thể đặt mua qua trang web của chúng tôi. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc trên qua số 0425 434 868. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, sinh hoạt chính trị tại Úc tiếp tục nhộn nhịp với các chuyến công du quốc tế liên tục của Thủ tướng Albanese cũng như Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Richard Marles và Ngoại trưởng Penny Wong, đặc biệt là chuyến viếng thăm Việt Nam trong vài ngày tới của bà Penny Wong. Trong khi đó, thì Thủ tướng Albanese sẽ lên đường sang Paris với hy vọng sẽ nối lại quan hệ bang giao với Tổng thống Macron sau một thời gian căng thẳng. Tại Úc, lãnh tụ đảng xanh Adam Bent đã bị nhiều chỉ trích vì quyết định không phát biểu trước quốc kỳ Úc. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Việt Face TV. Vấn đề quốc kỳ Úc Châu, lãnh tụ đảng xanh bị chỉ trích bởi cựu chiến binh Úc trong cuộc chiến Việt Nam. Lãnh tụ đảng xanh dân biểu Adam Bent đã tạo nên một cuộc tranh luận khá sôi nổi cả tuần nay khi ông Ben từ chối đứng trước quốc kỳ Úc trong một cuộc họp báo tại trụ sở quốc hội. Theo nguồn tin của giới truyền thông, thì quốc kỳ Úc đã được rời sang một bên và khi ông xuất hiện thì ông chỉ đứng trước cờ thổ dân và cờ của cư dân đảo Torres Strait. Ông Adam Ben đã nêu ra lý do là quốc kỳ Úc có vẻ như tiếp tục gây ra nỗi đau cho tập thể người thổ dân và nước Úc cần nhiều nỗ lực hơn để giải quyết vấn đề kỳ thị chủng tộc. Thủ tướng Albanese cũng như liên đảng đối lập đều đã chỉ trích hành động này của lãnh tụ đảng xanh và tất nhiên là giới cựu quân nhân cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ vì họ đã chiến đấu dưới lá cờ này xuyên suốt trong lịch sử nước Úc từ Thế chiến thứ nhất, thứ nhì đến cuộc chiến Triều Tiên, cuộc chiến Việt Nam, cuộc chiến Iraq và gần đây nhất là cuộc chiến Afghanistan. Hôm qua một cựu chiến binh Úc, ông Michael Von Berg đã từng tham chiến tại Việt Nam và được tưởng thưởng huân chương đã viết thư đến lãnh tụ đảng xanh để yêu cầu ông Adam Bent phải chính thức xin lỗi. Ông Von Berg, chủ tịch toàn quốc của Quân đoàn Hoàng gia Úc Châu, gọi tắt là 5RAR, và cũng là đại diện cho những cựu chiến binh Úc đã tham chiến tại Việt Nam, đã chỉ trích ông Adam Bent và coi hành động của ông Adam Bent là một sự sỉ nhục đối với quốc kỳ Úc. Hồi năm 1966-1967, ông Michael Von Berg đã chỉ huy một tiểu đội thám thính của Trung đoàn 5 trong thời gian phục vụ tại chiến trường Việt Nam và ông đã nhận được huân chương quân đội Úc cũng như huân chương của Việt Nam Cộng Hòa cho thành quả phục vụ tại chiến trường Việt Nam. Sinh hoạt ngoại giao, Ngoại trưởng Penny Wong chuẩn bị sang thăm Việt Nam. Với Ngoại trưởng Penny Wong đang tất bật với các chuyến công du nước ngoài ngay sau khi nhậm chức vào ngày 23 tháng 5 vừa qua. Theo thông báo mới nhất từ Bộ Ngoại giao, thì Ngoại trưởng Penny Wong sẽ đến Việt Nam vào cuối tuần này theo lời mời của người đồng cấp Bùi Thanh Sơn. Thông tin này cũng đã được xác nhận trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều hôm qua 23 tháng 6. Và phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng cho biết, Ngoại trưởng Penny Wong sẽ đến thăm Việt Nam từ ngày 26 đến 28 tháng 6. Đây là chuyến thăm Việt Nam chính thức đầu tiên của bà Penny Wong trên cương vị Ngoại trưởng. Theo bà Thu Hằng, thì trong khuôn khổ chuyến thăm,
Ngoại trưởng Penny Wong dự kiến trao đổi với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Úc, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Úc, cũng như các vấn đề khu vực quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Ngoài ra, Ngoại trưởng Penny Wong cũng sẽ có các cuộc tiếp kiến với lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong thời gian thăm viếng. Việt Nam và Úc đang hướng đến cột mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới 2023. Hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2018 và đang đặt mục tiêu tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế trong thời gian tới. Sinh hoạt ngoại giao, Thủ tướng Albanese đi Paris để tái lập quan hệ bình thường. Hôm qua, Thủ tướng Albanese đã xác nhận là ông sẽ công du châu Âu vào tuần tới và đặc biệt là ông sẽ đến Paris để gặp gỡ Tổng thống Pháp Macron với hy vọng sẽ nối lại bang giao thân hữu với nước Pháp sau khi hai nước đã có quan hệ căng thẳng vì Thủ tướng tiền nhiệm Morrison đã hủy bỏ hợp đồng đóng 12 chiếc tàu ngầm với một công ty quốc doanh của Pháp. Tổng thống Macron và cựu Thủ tướng Morrison đã có lời qua tiếng lại nhiều lần và quan hệ cá nhân có vẻ như hoàn toàn bế tắc sau khi thắng cử và trở thành Thủ tướng. Ông Albanese đã mau chóng đồng ý bồi thường cho nước Pháp số tiền lên đến 835 triệu đô la, một ngân khoản mà Liên đảng Tự do Quốc gia coi là quá cao, nhưng chính phủ lao động và chính phủ Pháp coi là vừa phải và công bằng. Trong chuyến công du châu Âu lần này, Thủ tướng Albanese sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO và mặc dầu được Tổng thống Zelensky mời, nhưng Thủ tướng Albanese chưa dứt khoát là ông có đến thăm Ukraine hay không. Trong khi đó, thì đại sứ Ukraine tại Canberra hy vọng là Thủ tướng Albanese sẽ viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của Liên bang Nga. Nhắc lại là chính phủ tiền nhiệm Morrison đã viện trợ hàng trăm triệu đô la để Ukraine có thể mua sắm vũ khí. Đồng thời, chính phủ Morrison cũng đã viện trợ cho Ukraine 20 xe bọc thép rất có tiếng của Úc, được gọi là Bushmaster. Một vài chuyên gia về an ninh quốc phòng đã khuyến khích Thủ tướng Albanese nên thăm viếng Ukraine để gửi một thông điệp đến Bắc Kinh. Bầu cử Quốc hội Pháp, Tổng thống Macron tìm sự ủng hộ tại nghị trường vì không có đa số. Tuy ông Macron đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống để phục vụ nhiệm kỳ thứ nhì, nhưng trong cuộc bầu cử Quốc hội kế tiếp, Tổng thống Macron đã không có đa số tại nghị trường và đây là một nguy cơ chính trị có thể ngăn cản chương trình lập pháp và cải tổ của Tổng thống Macron. Tổng thống Macron đã nhìn nhận thực tế này và hiện đang tìm cách thảo luận với lãnh tụ cực hữu cũng như lãnh tụ phe tả để tìm sự ủng hộ cần thiết. Theo phát ngôn viên của Phủ Tổng thống, thì tiến trình tham khảo có thể kéo dài trong vài tuần lễ và cũng không có điều gì chắc chắn cho thấy Tổng thống Macron sẽ thành công. Ông Macron đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với bà Le Pen và cũng là đối thủ của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Trong khi đó, thì lãnh tụ cánh tả, ông Jean-Luc Mélenchon đã từ chối đứng gặp Tổng thống Macron mà chỉ gửi một người đại diện. Thế đứng của Tổng thống Macron có vẻ đang bị suy yếu, trong khi ông Macron mong muốn trở thành lãnh tụ châu Âu, thay thế cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. Căng thẳng Úc-Trung, Canberra yêu cầu Bắc Kinh phải minh bạch. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Miles nhận định, các nước trong khu vực coi việc làm của Trung Quốc tạo ra một mối đe dọa khi không có bất kỳ sự bảo đảm nào được đưa ra, buộc các nước cũng phải nâng cao năng lực quốc phòng tạo ra cuộc chạy đua vũ trang. Theo lời ông Richard Miles, thì Trung Quốc là quốc gia phát triển năng lực quốc phòng mạnh nhất trên thế giới kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay. Đây là vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia, song nó cần phải minh bạch và bảo đảm sự an toàn cho các nước trong khu vực. Phát biểu trên của Bộ trưởng Richard Miles được đưa ra trong lúc đang ở thăm Ấn Độ. Ông Richard Miles đã nói rằng thế giới và khu vực đang phải đối mặt với nhiều vấn đề chiến lược nghiêm trọng nhất kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, như việc gia tăng cạnh tranh địa chiến lược, chiến tranh quay trở lại châu Âu, rủi ro khí hậu gia tăng và tác động của đại dịch. Tất cả những điều này đang dẫn đến tình trạng lạm phát leo thang, sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng toàn cầu và việc phi toàn cầu hóa. Trong bối cảnh này, ông Richard Miles cho hay Trung Quốc là quốc gia mà năng lực quốc phòng đã được nâng cấp mạnh mẽ kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ngoài ra, ông Miles cũng nhận định các nước trong khu vực coi việc làm của Trung Quốc tạo ra một mối đe dọa khi không có bất kỳ sự bảo đảm nào được đưa ra, buộc các nước cũng phải nâng cao năng lực quốc phòng, tạo ra cuộc chạy đua vũ trang. Khẳng định việc nâng cao năng lực quốc phòng thuộc quyền quyết định của mỗi quốc gia, Bộ trưởng Richard Miles đã đề nghị Trung Quốc phải minh bạch và kèm theo các bước đi để làm trấn an các nước trong khu vực. Không chỉ vậy, ông Miles còn cho rằng Ấn Độ có một ví dụ điển hình khi diễn ra cuộc tấn công ở khu vực đường kiểm soát thực tế dọc theo biên giới Ấn Độ-Trung Quốc tại Ladakh vào năm 2020.
và Úc Châu khẳng định ủng hộ cuộc đấu tranh vì chủ quyền của Ấn Độ và yêu cầu Trung Quốc cam kết giải quyết tranh chấp này thông qua đối thoại và phù hợp với luật pháp quốc tế. Liên Âu Ukraine được chính thức công nhận làm ứng viên. Kể từ khi Liên bang Nga xâm lăng Ukraine vào ngày 24 tháng 2, hai vấn đề nổi cộm thường được nêu lên. Thứ nhất là Ukraine có thể gia nhập tổ chức NATO hay không? Và thứ hai, Ukraine có thể gia nhập tổ chức Liên Âu hay không? Vấn đề thứ nhất, Tổng thống Zelensky đã xác nhận là Ukraine sẽ không theo đuổi để trở thành thành viên của NATO, một điều mà Tổng thống Nga Putin đã luôn chống đối. Tuy vậy, Ukraine vẫn tiếp tục nỗ lực để trở thành hội viên của Liên Âu. Liên Âu được thành lập vào năm 1951 với chỉ 6 quốc gia, nhưng hiện nay đang có 27 quốc gia thành viên. Và hôm qua, Liên Âu đã chính thức công nhận Ukraine và Moldova là ứng viên, và đây là bước đầu trong tiến trình trở thành thành viên chính thức của Liên Âu. Tiến trình này có thể kéo dài rất nhiều năm, tuy vậy Chủ tịch Liên Âu, ông Charles Michel, đã coi việc công nhận tư cách ứng viên này là một bước quan trọng. Nhiều người đã tụ họp trước trụ sở Liên Âu ở Brussels để hoan nghênh quyết định này vì được coi là nâng cao tinh thần của cư dân Ukraine trong bối cảnh chiến tranh căng thẳng hiện nay. Trong khi đó, thì đại sứ Ukraine tại Liên Âu thì nói rằng Moscow không thể bắt buộc Ukraine và các thành viên của Liên Xô cũ phải tiếp tục nằm trong vòng ảnh hưởng của Moscow. Trong khi đó, thì tại Moscow, Tổng thống Putin đã nêu lên nghi vấn là Liên Âu có nên chấp thuận Ukraine trở thành thành viên hay không. Taliban kêu gọi quốc tế giúp đỡ sau trận động đất thảm khốc. Chính quyền Taliban hiện đang kêu gọi cộng đồng quốc tế mở rộng quy mô giúp đỡ cho Afghanistan để khắc phục hậu quả trận động đất khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Chính quyền Taliban tại Afghanistan đang kêu gọi thêm viện trợ quốc tế trong bối cảnh quốc gia đang phải vật lộn để đối phó với hậu quả của trận động đất hôm 22 tháng 6, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Afghanistan hiện tại đang bị tàn phá bởi khủng hoảng kinh tế do các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào kể từ khi liên quân do Mỹ đứng đầu rút khỏi hồi năm ngoái. Điều này đồng nghĩa với việc hạn chế về các khả năng đối phó với thảm họa cũng như nhận viện trợ từ cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh đó, thủ lĩnh tối cao của Taliban đã kêu gọi cộng đồng quốc tế và tất cả tổ chức nhân đạo giúp đỡ những người Afghanistan bị ảnh hưởng bởi thảm kịch lớn này. Đây là động thái hiếm hoi của người đứng đầu Taliban, bởi hầu như ông không xuất hiện trước công chúng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, cơ quan này đã huy động đầy đủ để giúp đỡ. Các nhân viên Liên Hợp Quốc xác nhận việc triển khai các đội y tế và cung cấp thuốc men, thực phẩm, bộ dụng cụ chấn thương và nơi trú ẩn khẩn cấp tới khu vực động đất. Trong khi đó, thì quốc gia láng giềng Pakistan cho hay họ sẽ gửi viện trợ khẩn cấp bao gồm cả lều qua biên giới. Trận động đất 6,1 độ Richter hôm 22 tháng 6 đã gây thiệt hại nặng nề cho Afghanistan trên diện rộng và được đánh giá là thảm họa lớn nhất trong vòng hơn 20 năm qua tại nước này. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 10 giờ sáng thứ Hai.